Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 13 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ta tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Huyện Khoái Châu chú trọng để mạnh cải cách hành chính. Công ty điện lực Hương Yên đầu tư trên 480 tỷ đồng xây dựng các công trình và trạm biến áp dự án chung cư thu nhập thấp PH còn nhiều bất cập về chất lượng và phòng chống cháy cảnh báo tình trạng kẻ gian đập cửa kính lấy tài sản trong xe ô tô thưa quý vị và các bạn sáng nay ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hương yên đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 đến dự có đồng chí nguyễn duy hưng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, một là tiếp tục thực hiện chỉ thị 13 và nghị định số 15 của chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình, triển khai tốt lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn tỉnh hai là tăng cường các biện pháp giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm nâng cao nhận thức và hành động cho mọi tầng lớp nhân dân ba là nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đặc biệt là đối với các bếp ăn tập thể lớn kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bốn là tăng cường công tác hậu kiểm của các cơ quan chức năng không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Năm là yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay có chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị và nhiệm vụ giải pháp thực hiện chương trình nước sạch tỉnh Hưng Yên đến hết năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để đấu giá chuyển nhượng tất cả các nhà máy nước có nguồn ngân sách trong tháng 6 năm 2018 ra soát lại công suất thiết kế công suất hiện đang sử dụng của các nhà máy nước tất cả các nhà máy nước sử dụng nguồn nước từ sông bắc hưng hải phải chuyển nguồn sử dụng sang nguồn nước khác sở tài nguyên môi trường xem xét đề nghị của doanh nghiệp trong vấn đề khai thác nước ngầm trong phạm vi của công ty Thực hiện nghiêm quy hoạch cấp nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi lại giấy phép của các dự án chậm triển khai. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở ngành liên quan trình phương án giá nước trước tháng 5 năm 2018. Chất lượng nước phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế. Các huyện, xã, ngành cần quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai dự án cấp nước sạch. <laughs> Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin về kinh tế và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện thương phẩm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng, doanh nghiệp, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ tháng 6 năm 2017 đến nay, công ty điện lực Hương Yên đã đầu tư trên 480 tỷ đồng triển khai xây dựng các công trình trạm biến áp. trong đó đã đầu tư 273 tỷ đồng xây dựng hai công trình trạm biến áp 110 kV Minh Hải, trạm biến áp 110 kV Tân Quang, huyện Văn Lâm, đầu tư 120 tỷ đồng xây dựng trạm biến áp 110 kV Văn Giang và 100 tỷ đồng cải tạo dự án đường dây 110 kV từ 220 kV Kim Động đi phố cao, từ mạch đơn lên mạch kép, có năng lực truyền tải điện gấp 4 lần so với hiện tại để cấp điện ổn định cho khu vực thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cử. Các công trình dự án này đều được công ty điện lực Hưng Yên thi công áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, lắp đặt các thiết bị hiện đại để khi vận hành sẽ giảm được nhân lực và bảo đảm an toàn. Đến thời điểm này, các công trình dự án đều đã hoàn thành trước kế hoạch đề ra và đi vào vận hành sử dụng, cấp điện ổn định chất lượng cho các địa phương, nhất là khu vực có nhiều doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ điện cao. Năm nay do thời tiết không thuận lợi, gặp mưa nên sản lượng cà tại xã Đặng Lễ huyện Ân Thi giảm tuy nhiên giá lại cao hơn so với năm ngoái. Hiện toàn xã Đặng Lễ có hơn 300 hộ trồng cà với diện tích lên tới 15 mẫu, tập trung chủ yếu ở thôn Thọ Hội. Với đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và chi phí thấp, cây cà được trồng từ tháng 12 âm lịch. Sau 2 tháng, cây cà cho thu hoạch liên tục từ tháng 2 đến tháng 6 và cách 2 ngày thu hoạch một lần. Theo nhiều hộ dân trồng cà, giá cà năm nay cao hơn so với năm ngoái, với mức giá trung bình từ 5 đến 8.000 đồng 1 kg với sản lượng ước đạt trên dưới 1 tấn một sào một vụ. Trừ chi phí mỗi xào cà cho thu từ 5 đến 7 triệu đồng, cà được thu hoạch tại ruộng, được thương lái trong và ngoài tỉnh đến tận nơi để mua. Mạnh dạn đầu tư nuôi bò sữa từ năm 2003, ban đầu chỉ với ba con. Đến nay, ông Trương Đình Long ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đã có 12 con bò sữa, thu nhập 30 triệu đồng một tháng. Ngay từ thời gian đầu, Ông Long tìm tòi học hỏi kinh nghiệm và đã quyết định chọn giống bò Hà Lan. Giống bò này có tân hình chắc chắn, tầm vóc lớn và có khả năng sản xuất sữa rất cao, cao hơn rất nhiều so với các giống bò khác. Thức ăn chủ yếu của bò là cỏ xanh và cám, tuy nhiên để có chất lượng sữa tốt nhất, ông cho ăn thêm đỗ tương khoáng. Nhờ vậy, sản lượng sữa trung bình mỗi con đạt trên 20 kg một ngày, có ngày hơn 30 kg. Trong số 12 con thì 8 con đang cho sữa. Hiện nay ông Long đang được công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk thu mua sữa với giá 13.000 đồng một kg, doanh thu đạt hơn 60 triệu đồng một tháng, trừ chi phí ông Long thu lãi 30 triệu đồng. Hội đồng quản trị hợp tác xã sản xuất dịch vụ và thương mại nông nghiệp Hưng Thái vừa phối hợp với hội nông dân xã Hiệp Cường, huyện Kim Động tổ chức hội nghị ra mắt. Hợp tác xã được thành lập với vốn điều lệ 1 tỷ 600 triệu đồng có 9 thành viên tham gia. Hợp tác xã chuyên sản xuất dịch vụ thương mại nông nghiệp và các mặt hàng nhu yếu phẩm, làm dịch vụ cung cấp cây giống kỹ thuật chăm sóc cây giống, bao tiêu sản phẩm nông sản cho các hộ trong hợp tác xã và vùng lân cận. Hiện tại sản phẩm chủ lực của hợp tác xã là rau, củ quả, thịt cá an toàn. Hợp tác xã thành lập nhằm tạo ra khối lượng lớn sản phẩm nông sản chất lượng cao và đảm bảo an toàn thực phẩm, bao tiêu nông sản cho người dân trên cơ sở quản lý và giám sát tốt các công đoạn từ khâu tổ chức sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tác động mạnh đến phát triển kinh tế xã hội và tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Những năm qua, các xã trên địa bàn huyện Khoai Châu đều xác định rõ nhiệm vụ này nhìn chung các xã thị trấn của huyện khói châu việc sắp xếp theo đúng quy định tổ một cửa thực hiện tốt tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời cho nhân dân ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ tổ một cửa từng bước được nâng cao đã tận tình hướng dẫn tiếp nhận trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng thuận tiện đúng hẹn qua đó quy tắc ứng xử của cán bộ công chức quy chế văn hóa công sở nội quy quy chế tiếp công dân quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã đem lại sự hài lòng của người dân góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước tại địa phương. Nhằm đáp ứng việc hiện đại hóa nền hành chính công hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận một cửa điện tử tại các xã, thị trấn. Hiện 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã được đầu tư trang thiết bị xây dựng bộ phận một cửa khang trang hiện đại. Các thủ tục hành chính được niêm yết, thực hiện công khai, đơn giản hóa, đảm bảo tính pháp lý minh bạch và công bằng cho mọi đối tượng đến tìm hiểu và thực hiện các công việc liên quan về các thủ tục hành chính. Toàn huyện đã có 8 xã đã triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm một cửa điện tử. Huyện cũng đã cung cấp được 536 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và cấp xã, chỉ tính riêng từ tháng 1 năm 2018 đến nay, Bộ phận Một Cửa Điện tử và Dịch vụ Công trực tuyến của huyện đã tiếp nhận trên 3.750 hồ sơ và đã có tới 99% số hồ sơ giấy tờ được giải quyết sớm hoặc đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Nhiều năm nay, các cấp hội phụ nữ ở huyện Văn Lâm đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Một trong những điểm nổi bật của chị em phụ nữ huyện Văn Lâm đó là đã xây dựng được nhiều tuyến đường hoa. Hiện nay cảnh quan trên nhiều tuyến đường thôn xóm ở Văn Lâm tràn ngập sắc hoa bởi sự đóng góp của chị em phụ nữ. Toàn huyện đã có 8 trên 11 xã thị trấn trồng tuyến đường hoa trong đó xã Lạc Hồng và xã Lương Tài có gần 5 km đường hoa. Để xây dựng được những tuyến đường này chị em không chỉ đóng góp tiền mua cây giống mà còn trồng và chăm sóc góp phần làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm. Hội Phụ nữ huyện Văn Lâm còn tuyên truyền phát động phong trào phân loại và xử lý rác thải ngay từ gia đình hội viên. Tính từ năm 2017 đến nay, Hội Phụ nữ các cấp ở Văn Lâm phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường triển khai xây dựng mô hình xử lý rác thải hộ gia đình được trên 6.000 hộ. Thiết thực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường, đoàn viên thanh niên huyện Mỹ Hào đã đóng góp 120 triệu đồng để xây dựng công trình hàng cây thanh niên. Công trình được thực hiện tại xã Phan Đình Phùng trên đường DH30 với chiều dài hàng cây trồng 1 km gồm cây phượng vĩ, cây bằng lăng. Công trình được hoàn thành trong 3 ngày do 50 đoàn viên của xã thực hiện. Đoàn xã cũng đã chia cho 9 chi đoàn, mỗi tuần một chi đoàn đảm nhận nhiệm vụ tưới cây và bảo vệ hàng cây. Công trình hàng cây thanh niên sẽ góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự. Trong gần 5 năm hoạt động, chợ Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã thực sự xóa bỏ chợ cóc, mang lại lợi ích cho nhân dân cũng như góp phần xây dựng nông thôn mới. Chợ Đồng Than do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Phát lộc xây dựng trên diện tích hơn 8.000m2 với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng. Hiện nay, chợ có hơn 100 gian đều được các tiểu thương thuê hết. Ngoài ra, còn hơn 30 gian chợ ngoài trời cũng đều kín chỗ. Phí thuê gian giao động trong khoảng hơn 1 triệu đồng một gian một tháng với diện tích 24m2, khu chợ ngoài trời thì chỉ có giá từ 2 đến 5 000 đồng một ngày. Chợ được xây dựng theo thiết kế đường trong chợ lớn từ 4m cho đến 7m, thuận tiện cho người dân đi chợ và phòng chống cháy nổ. Ban quản lý chợ cam kết với các tiểu thương đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, khu vực chợ cóc nằm cạnh cầu kênh thuộc thôn canh cầu cách đó không xa cũng vì thế mà được xóa bỏ. Đến nay, xã Đồng Than đã hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn đạt 17 trên 19 tiêu chí và phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm nay. Nhắc đến các vụ cháy chợ trong thời gian qua, người dân không khỏi bàng hoàng trước sự thiệt hại do cháy gây ra. Chính vì thế mà thời gian qua các chợ trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư hơn về công tác này, Khói Châu là một ví dụ. Tại trung tâm thương mại huyện Khói Châu hiện có 40 gian hàng và khu trung tâm thương mại chợ phủ Khói Châu có 150 gian hàng, chủ yếu là quần áo đồ dân dụng rất dễ gây cháy. Ban quản lý các chợ đã tăng cường đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác chủ động phòng chống cháy nổ và tập huấn cho các thành viên đội công tác an toàn lao động phòng chống cháy nổ của chợ trang bị đầy đủ thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy lập hồ sơ quản lý và ban hành nội dung về phòng cháy chữa cháy tăng cường tuyên truyền cho các tiểu thương nhận thức chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng không lấn chiếm lối thoát nạn chú ý trong việc sử dụng điện an toàn Tuy nhiên, phía người quản lý và người bán hàng có nơi vẫn xem nhẹ công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chưa tổ chức huấn luyện cho tiểu thương không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Các hộ kinh doanh còn tự ý cây nới căng lều bạt làm cản trở lối thoát nạn và giao thông phục vụ xe chữa cháy. Xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với việc sản xuất và kinh doanh xăng dầu, chi nhánh xăng dầu Hương Yên – đã chủ động phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ năm 2018 cho 100% cán bộ công nhân viên Đợt huấn luyện được chia thành hai lớp với thời gian 5 ngày. Tại các buổi tập huấn, các học viên đã được giáo viên là các chuyên viên của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản về Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ và các quy định mới của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là trong việc kinh doanh các mặt hàng về xăng dầu. Được hướng dẫn kỹ năng tham gia thi thực hành, cách sử dụng các công cụ phương tiện Phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống cứu người, cứu tài sản sơ cấp cứu ban đầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Việc tập huấn đã góp phần trang bị củng cố cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chi nhánh những kiến thức kỹ năng cơ bản về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giúp đội ngũ cán bộ công nhân viên chi nhánh có biện pháp chủ động phòng ngừa, không để cháy nổ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trung cư thu nhập thấp PH Thương Yên đi vào hoạt động mới được hơn một năm, đã bộc lộ một số bất cập về công tác phòng cháy chữa cháy và xuất hiện các vết nứt dọc, nứt ngang ở một số căn hộ. Đây là hình ảnh những vết nứt dọc và ngang trên tường các phòng 208, 209, 2010, 808. Hầu hết vết nứt đều nằm ở phía tây của tòa nhà. Và đấy là ít, chứ còn như... Tháng đầu tiên thì tôi ở thì chưa thấy có hiện tượng gì Nhưng mà đến 2-3 tháng sau thì bắt đầu là có hiện tượng nứt dạn Đấy, những vết nứt dạn rất nhỏ Sau dần dần là bắt đầu là có hiện tượng là đứt to Ngày nào tôi cũng xem cái cái vết đứt của cái từng bức tường Khi chúng tôi về đây chỉ được mỗi một cái chìa khóa là mang về thôi Và đến nay chúng tôi cũng chưa được bán giao nhà Tại tầng 8, cửa thoát hiểm hướng đông tòa nhà bị kẹt, tầng trệt, nơi để ô tô xe máy vị trí có nguy cơ cháy nổ cao nhất thì hầu hết các tủ chứa bình cứu hỏa đều để xe máy chắn cửa gây khó khăn cho công tác chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn. Là hiện nay là khu nhà ở PH này vẫn chưa có hệ thống bơm tăng áp để đảm bảo cho áp lực nước tốt nhất để xử lý khi có sự cố cháy và các các cái cửa của hệ thống thoát hiểm của khu dân cư ra đường thoát hiểm là một số cửa bây giờ khi đưa vào sử dụng là đã bị hỏng. Nếu mà khi sự cố cháy xảy ra thì dân là chỉ có nhảy từ trên tầng xuống chứ không thể đi qua lối cửa thoát hiểm để mà mình có thể thoát ra ngoài khi sự cố xảy ra. Qua làm việc với ông Phạm Văn Triều, đại diện ban quản lý lâm thời của tòa nhà M12 thuộc trung cư PH, được biết ngày mùng 9 vừa qua, đại diện chủ đầu tư đã có thông báo số 11 về thành lập tổ kiểm tra khắc phục vết nứt và các hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tốt nhất khi có sự cố xảy ra, cũng như việc khắc phục các vết nứt tại đây để giúp các hộ dân được hưởng quyền lợi chính đáng khi mua nhà đang là việc làm mà chủ đầu tư ưu tiên và triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đội quản lý thị trường số 11, chi cục quản lý thị trường tỉnh và đội 5 phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa phối hợp với cục chống buôn lậu tổng cục hải quan bắt giữ 6,7 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc. Địa điểm bắt giữ tại vùng giáp biên giới của tỉnh Lạng Sơn, chủ hàng là Đỗ Thị Huệ sinh năm 1985 ở xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hàng hóa thu giữ gồm các loại dược liệu như thục, ngưu tất, kinh giới, hồng táo, ké đầu ngựa. Theo điều tra của lực lượng chức năng, toàn bộ hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc, được đối tượng thu gom vận chuyển về các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội để tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã tịch thu tiêu hủy toàn bộ 6,7 tấn dược liệu, xử phạt hành chính chủ hàng Đỗ Thị Huệ 70 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ta liên tiếp xuất hiện tình trạng kẻ gian lợi dụng sự chủ quan, lơ là của các chủ phương tiện xe ô tô, đậu đỗ xe ở nơi vắng người đã đập kính cửa xe lấy trộm nhiều tài sản có giá trị. Trong đó tại huyện Tiên Lữ đã xảy ra 3 vụ ở thị trấn Vương, xã Dị Chế và xã An Viên. Huyện Kim Động xảy ra một vụ ở xã Vũ Xá, huyện Yên Mỹ xảy ra một vụ ở xã Yên Hòa. Vụ xảy ra gần đây nhất là vào khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 4, anh Hoàng Đức Hùng ở thành phố Hà Nội điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai i10 về quê ở xã Dị Chế huyện Tiên Lữ tảo mộ cùng gia đình. Khi đến nơi, anh Hùng đỗ xe ô tô tại lề đường. Khoảng 15 phút sau anh Hùng quay lại thì phát hiện cửa kính phía sau bên phải bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong xe bị mất một laptop, một túi sách đựng nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng hiện anh hùng đã báo công an huyện tiên nữ điều tra vụ việc theo cơ quan công an ngoài vụ xảy ra tại xã dị chế huyện tiên lữ các vụ xảy ra tại huyện kim động yên mỹ đều cho thấy hành vi phạm tội của các đối tượng có tính chất táo bạo và chuyên nghiệp đối tượng đều lợi dụng sự chủ quan sơ hở mất cảnh giác của người dân thường để tài sản giá trị trong xe ô tô, đậu đỗ xe ở nơi vắng không có người trông coi đã dùng búa vật cứng chuyên dụng để đập kính cửa xe lấy trộm tài sản. Đây cũng là một phương thức hoạt động của tội phạm đang có tính chất lan rộng nên người dân cần cảnh giác. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây đoàn viên Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh Hiến máu tình nguyện. 18 đơn vị tự chủ tài chính đảm bảo chi phí hoạt động có hiệu quả. Huyện Ân Thi xử lý các vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Kính mời quý vị và các bạn chú ra xem.